Xin chào mọi người, khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người tiếp tục cái mẫu laptop Vaio nha, 13.3 inch, và đây là cái chip Gen 10 lận mọi người, i5 Gen 10 13.3 inch, màn hình Full HD, màu sắc rất là tươi luôn, lát phím rồi đầy đủ. Phím thì không có bị bóng đâu, nhưng mà mình có dán phím quốc tế, mình dán luôn để mọi người thấy là sau khi dán phím quốc tế nó cũng vừa khuôn như thế này, nhìn nó đẹp ha. i5 Gen 10. Cái phần cạnh này thì trước đây dán sticker gì đó, sau này người ta lột ra nó hơi hằn chút thôi mọi người. Còn cái ở bên trong này thì nó bóng bóng bóng, kiểu này là cái cơ bản cái dòng này nó như vậy. Người ta làm thiết kế cái kiểu vỏ nhôm và bóng như vậy thôi. Đây ha. Vaio nè, in chìm. Giờ mình quay cho mọi người xem cái cấu hình nha. Màu sắc của Vaio là nó tươi kinh khủng luôn mọi người. Nó đã là dòng chất lượng rồi mà cái màn hình của nó sáng kinh khủng luôn, sáng cảm giác như là bị chói vậy, thường thường phải hạ độ sáng xuống á mọi người. i5 Gen 10 ha, RAM 8 GB, SSD là 256 GB. Đặc biệt là Vaio mình nói là dòng Gen 8 thì nó pin nó kém, là thực sự là như vậy luôn á mọi người. Cho nên là thường thường là mình bán cũng giá hạ, giá gọi là giống như trừ cái pin ra để mọi người đi làm pin á, có thể là như vậy. Nhưng mà Gen 10 thì lại pin ngon nha mọi người. Gen 10 này là pin trên 3 giờ, thoải mái sử dụng, không có lo nghĩ gì về pin hết. Đó. Full HD nè. SSD là 256 GB, bữa nãy hình như có quay rồi. Cái này thì màn hình của nó là nhìn thì tương đối đẹp, nó chỉ có phản quang rất là nhẹ, một vài chỗ nó nhẹ kinh khủng luôn á, nhẹ và khó thấy lắm mọi người, rất là ít. Trên cái nền trắng bây giờ mình soi kỹ thì mới thấy một hai chấm rất là, không phải là chấm nữa mà nó rất là nhẹ luôn, chỗ mình chỉ chuột đây nè đó, vậy thôi. Còn lại là mình thấy là cũng tương đối ok, không đến nỗi nào, và trên nền khác thì hoàn toàn không thấy, không ảnh hưởng gì. Quan trọng là cái màu sắc của màn, cái độ mịn, cái độ sáng nhìn nó rất là đã luôn. Lát phím rồi đầy đủ nè, pin lại ok nữa. Cái vỏ bên ngoài nó cũng tương đối đẹp đó mọi người, như vậy là đẹp rồi, tại vì nó mịn màng và nó không có bị bóng nhiều. Đây mình sẽ quay kỹ càng hơn nha. Đây. Có cái chỗ này cảm giác giống như là lấy cái cây bút màu mọi người kẻ ngang qua, nó hơi dơ, nhìn giống như nó hơi dơ ha, gọi là nó hơi mòn chút vậy thôi. Còn lại thì cái này gì đây, cái này dơ thôi mọi người, còn lại là tương đối sạch sẽ, không đáng kể. Trên màu đen mà mọi người nhìn thấy như thế này á, là màu đen dễ bị lộ khuyết điểm lắm mọi người, như là cũng tương đối sạch sẽ rồi, nhưng tương đối sạch đẹp á thì không có đẹp, nhưng mà có bóng mòn nhẹ đã qua sử dụng lâu hết, con nào cũng có. Nhưng mà vỏ như vậy là cũng gọi, mình hay gọi là tương đối đối với mỗi cái dòng máy, nhưng cái này là tương đối rồi. Sạc nè, hai cái ngõ USB nè, ngõ tai nghe. Rồi bên này thì mạng LAN nè, ngõ màn hình HDMI. Cứ Gen 10 thì nó có Type C nữa mọi người ha, Type C sấm sét nè. Rồi cái gì đây, USB. Mọi chức năng hoạt động ok. Máy Gen 10 pin trên 3 giờ. Mình báo mua giá mọi người B593 này, giá của nó là 5 triệu tư. Ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình ha. Mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện nha. Cảm ơn mọi người nhiều.